Tôi chỉ mấy bà nấu món bánh canh mặn nước cốt dừa nha. Đầu tiên là mấy bà khử tỏi cho thơm đi, cho nó vàng. Sau đó bỏ thịt xay vô xào, xào cho nó săn miếng thịt lại. Thịt này nè mình mua về tự mình xay nha, đừng mua sẵn ngoài chợ, nó dơ lắm. Rồi xào cho miếng thịt săn lại nè. Rồi sau đó mấy chị mới bỏ một miếng tôm xay vô. Tôm này em cũng mua về em xay nha, tôm còn sống luôn. Mua về lột vỏ xay, bỏ vô xào chung với thịt. Rồi xào đi. Bắt đầu xào đều lên nha, mấy chị xào đều lên cho em. Xào xong mấy chị thấy cái miếng tôm đỏ chưa? Nó tái tái vậy là được rồi, đừng có để nó chín quá. Sau đó mấy chị đổ nước dừa vô, nước dừa này là nước dảo nước thứ hai á, nước đầu mình vắt mình để riêng rồi. Chừa cái cặn lại nha mấy chị, đổ vô đi. Rồi bật lên nấu cho nó sôi. Nấu nó sôi là bỏ bánh canh vô, ai thích ăn bánh bột lọc thì bỏ. Còn ai thích ăn bánh bột gạo thì ăn, tôi thì tôi thích bột lọc nên tôi nấu bột lọc nha, 1 kg bánh canh bột lọc. Rồi quậy cho đều lên để không thôi nó dính nồi nè. Rồi sau đó mình mới đậy nắp lại. Đậy nắp khoảng 10 phút. Cỡ 10 phút là chị vớt lên chị thấy bánh canh nó trong trong rồi nè. Cái bột bánh canh nó phải trong nó mới chín nha, nó còn đục là nó chưa chín nha mấy chị. Rồi thấy nó trong chưa? Chín rồi đó. Đó, vớt lên coi chín thiệt chín nha, thử nha. Rồi nêm nè, 1 muỗng đường nè, 2 muỗng khờ no, tùy theo khẩu vị của mỗi người nha. Ở đây là tôi ăn là hơi mặn đó, bột ngọt và một chút xíu muối, muỗng cuối cùng là muỗng muối. Quậy đều lên rồi tắt lửa đi. Rồi nước cốt đầu tiên á đổ vô, nước cốt dừa đầu tiên á đổ vô chừa cái cặn lại, tắt lửa mới đổ nước cốt dừa nha mấy chị. Rồi bỏ hành lá vô cho nó thơm. Rồi nêm nếm coi vừa ăn chưa nha. Rồi múc ra tô, bỏ miếng tiêu lên rắc ra rất là thơm, bỏ tiêu vô ăn thơm lắm nha. Cái này là tôi chỉ cho mấy chị nào chưa biết nấu thì nấu theo công thức này, còn mấy chị biết nấu rồi thì thôi nha. Cái này là món của người miền Tây, chỉ có người miền Tây mới biết thôi, nhiều khi miền Trung, miền Bắc người ta không biết ăn món này. Rồi mấy chị coi coi ăn nó béo lắm. Bánh canh nó thấm nước cốt dừa thơm thơm béo béo và miếng tiêu vô ngon nhất nách mùa mưa này nha mấy chị. Bye bye mấy chị nha.